Tiếp nối video lần trước, chúng ta sẽ đi tìm hiểu ví dụ về hệ thống điều khiển sản xuất tích hợp máy tính, xác định được các chức năng và cấu trúc của hệ thống, các chức năng cần thiết để và cái điều kiện hoạt động, cũng như là cái phương pháp giao tiếp sao cho phù hợp với cái máy tính. Thì đây là cái đề bài, một cái đề tài thì chúng ta phải tóm tắt và xác định được đâu là những từ khóa và đâu là những cái nhiệm vụ mà chúng ta cần phải đạt được, cũng như là cái tiêu chuẩn của cái bài này. Thì ở bài này thì mình tóm tắt từ cái đề bài này ra thì chúng ta sẽ phải xác định, một là cái chức năng của hệ thống, thứ hai là cấu trúc của hệ thống, và chúng ta cần xác định thêm ba điều nữa là chức năng cần thiết của cái hệ thống này và điều kiện hoạt động của nó là gì, thì là cái thứ hai, và cái thứ ba là phương pháp giao tiếp làm sao cho nó phù hợp với cái hệ thống này. Thì có một chút dẫn dắt ví dụ về hệ thống điều khiển sản xuất tích hợp máy tính của những bộ phận trong nhà máy cơ khí. Thì trong một nhà máy cơ khí thì các cái công đoạn không thể thiếu là thiết kế, là kế hoạch sản xuất, gia công, kiểm tra, lắp ráp. Ngoài ra còn có kho nguyên liệu, kho thành phẩm, vận chuyển giữa từng công đoạn với mua hàng. Với việc áp dụng hệ thống CIM và các công đoạn đều được điều khiển tự động bằng máy tính, hoặc hệ thống có thể vận hành dưới sự hỗ trợ của máy tính. Cụ thể, trong khâu thiết kế bản vẽ lập kế hoạch sản xuất thì máy tính có vai trò cố vấn do nó không tham gia vào quá trình điều khiển của hệ thống. Máy tính đưa ra những phương án lập quy trình tự động từ gia công này, đến thời gian gia công, con người có vai trò là giữ vai trò kiểm tra. Máy tính thì có vai trò là trung tâm điều khiển trong quá trình vận chuyển các nguyên liệu từ kho đến máy gia công với số lượng và được tính toán tự động. Việc vận chuyển từ băng truyền và nhà máy gia công cũng được tự động. Sau đó, gia công sản phẩm được đưa đến nơi kiểm tra chất lượng, nếu đạt tiêu chuẩn chất lượng sẽ tự động được chuyển vào kho thành phẩm. Máy tính có vai trò điều khiển trực tiếp, do đó có thể can thiệp được vào các cơ cấu điều chỉnh và có thể thay đổi nếu cần thiết. Máy tính còn có vai trò truyền thông giữa các máy tính cùng hệ thống để đảm bảo tính liên lạc chính xác giữa các khâu và để quản lý chung. Trong 5 cấp tự động của nhà máy sản xuất thì cấp cao hơn sẽ được quản lý các cấp thấp hơn thông qua máy tính. Nghĩa là nó sẽ là một cái mạng lưới với nhau. Thì đấy là phần dẫn dắt. Bây giờ chúng ta sẽ vào xác định những cái mà chúng ta đã được yêu cầu ở cái đề bài. Thì đầu tiên chúng ta cần xác định cái chức năng của hệ thống. Thì cái hệ thống này là một hệ thống điều khiển này, lập kế hoạch sản xuất này, gia công, kiểm tra, lắp ráp, vận chuyển từng công đoạn, giám sát, truyền thông các máy tính trong mạng lưới sản xuất. Thì đấy là cái chức năng của cái hệ thống này, cái hệ thống trong cái nhà máy cơ khí này. Thứ hai, chúng ta xác định cái cấu trúc của hệ thống. Thì ở đây là một cái cấu trúc của hệ thống. Thì đây là một cái cấu trúc của hệ thống. Thì hệ được điều khiển bởi các cơ cấu chấp hành như động cơ và băng truyền, cánh tay robot chuyển nguyên liệu từ băng truyền vào nhà máy gia công. Thì đây là một số cái khâu. Thì ở đây mình chú ý các bạn là cái câu thu thập nguồn thông tin này rất là quan trọng, vì nó giống như là một cái vòng phản hồi ấy. Khi các bạn đã học rồi ấy, thì một cái hệ thống mà không có cái vòng phản hồi trạng thái ấy, thì thường là một cái hệ thống rất là thô sơ. Nó phải có phản hồi trạng thái về và nó điều chỉnh, tự điều chỉnh. Cũng giống như con người của chúng ta, nếu mà không trong ngày mà chúng ta cứ làm mà không có cái thời gian dừng lại để mà suy nghĩ về những cái việc mà chúng ta đã làm, gọi là tổng hợp lại những thông tin ấy, thì sẽ khó mà có thể đạt được thành công trong thời gian ngắn. Tiếp theo là khối thu nhập nguồn thông tin là các cảm biến đưa về máy tính. Thì đây là một cái sơ đồ điều khiển logic các thứ, các cơ cấu điều chỉnh này, đại lượng vào ra, người vận chuyển, đây là bàn điều khiển, vi xử lý các thứ, đây là đưa tới hệ thống điều khiển, quá trình công nghệ cao hơn, cao cấp hơn, tức là nó sẽ link các cái hệ thống, những cái phân tầng các cấp điều khiển với nhau ấy. Thì tiếp theo chúng ta xác định cái chức năng cần thiết của một hệ thống trong cái nhà máy cơ khí mà mình vừa đọc ở ban đầu. Thì nó có chức năng là giám sát và kiểm tra cái quá trình gia công. Thì giám sát tức là sao? Tức là xem nó chạy đúng hay không. Và kiểm tra ở đây là có thể là kiểm tra những cái sản phẩm xem nó đã đạt chất lượng chưa. Nếu đạt rồi thì sẽ chuyển chúng vào kho thành phẩm. Còn nếu không thì sẽ có thể là sẽ để ra một khu riêng và chúng ta sẽ xử lý sau. Ngoài ra thì chức năng cần thiết của hệ thống còn là cái điều khiển chung, và tiếp cái cuối cùng là giao tiếp truyền thông giữa các khâu sản xuất. Nếu không giao tiếp giữa các khâu sản xuất thì nhiều khả năng cái hệ thống này nó sẽ không hoạt động được trơn tru,
vì những cái khâu đằng trước nó sẽ liên quan đến những cái khâu đằng sau. Đó, thì đấy là những cái các chức năng mà cần thiết của hệ thống theo quan điểm của mình. Thứ hai là điều kiện hoạt động của hệ thống. Thì cần phải để một hệ thống hoạt động trơn tru ấy thì nó cần một vài những yếu tố. Ở đây nó vẫn là chưa đủ đâu nhé. Nhưng mà nó đủ một cách là tương đối thì các bạn tham khảo. Đủ thứ nhất là nó cần có đủ cái nguyên liệu đầu vào và ra để nó có thể thực hiện cái công việc của mình. Tiếp theo là chương trình điều khiển hệ thống không bị lỗi. Và thứ ba, không mất điện. Tiếp theo là mạng truyền thông không bị tấn công. Một cái nữa là người vận hành hiểu rõ hệ thống của mình và có độ năng lực chuyên môn để xử lý khi có vấn đề mới phát sinh. Hệ thống được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, liên tục nâng cao công nghệ, chương trình cho hệ thống hoạt động tối ưu nhất có thể. Thì chúng ta để mà muốn một cái hệ thống hoạt động tốt ấy, thì chúng ta phải liên tục nâng cấp nó, vì chắc chắn là nó sẽ có thể gặp lỗi trong một khoảng thời gian nào đấy. Thì cái mà chúng ta nâng cấp chương trình sẽ làm cho nó tối ưu hơn. Thì đây là một cái cực kỳ cần thiết mà mình nghĩ là hệ thống nào cũng cần, về cả cả về con người cũng sẽ cần phải nâng cấp bản thân mình mỗi ngày. Thứ ba là phương pháp giao tiếp phù hợp với cái hệ thống này. Thì thông thường chúng ta sẽ giao tiếp bằng cái mạng truyền thông MPI, và chúng ta có thể giao tiếp với cái hệ thống này thông qua cái HMI. Thì cái HMI này là cái gì? HMI nó là một cái giao diện mà nó có thể cho chúng ta giao tiếp được với cái hệ thống của chúng ta. Nó giống như một cái màn hình ấy, nhưng mà chúng ta có thể thông qua đây chúng ta giao tiếp được. Thì còn cái WinCC này là làm gì? Thì ở đây là cái phần mềm giám sát. Ví dụ như chúng ta chạy PLC thì PLC nó bản chất nó là giống như một anh công nhân, còn WinCC nó giống như là một người quản lý. Và khi mà chúng ta có WinCC này, chúng ta có thể quan sát được cái PLC hoặc là những cái ở bên dưới tầng của nó ấy, dưới cái cấp tự động hóa của nó, thì chúng ta phải quan sát được. Và cao hơn cái WinGC này là những cái phần mềm và hệ thống quản lý khác ở trong nhà máy tự động hóa. Thì mình vừa giải cho các bạn một cái bài tập về tìm hiểu một hệ thống điều khiển sản xuất tích hợp máy tính, xác định được chức năng và cấu trúc của hệ thống này. Ngoài ra chúng ta còn biết được các chức năng nào là cần thiết, điều kiện hoạt động của chúng là gì và phương pháp để giao tiếp phù hợp với chúng. Thì chúng ta kết thúc video ở đây. Các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại dưới phần comment.